Kênh Love Viễn Vlog nha. Thì lâu quá mình không có làm clip cho mọi người xem. Thì hôm nay mọi người chắc biết mình làm clip gì đúng không? Thì mọi người xem tiêu đề là mọi người biết mình đang làm gì đúng không? Thì đó mọi người, chung là đây là hồ cá của mình nha, hồ cá trơ. Nói chung là cái hồ đây là mình mới thi nước xong là được có hai mấy con, nhưng mình ăn mình nuôi nhiều quá lắm, mình ăn lần hết. Thì được, giờ có mình nuôi cỡ mới có 2 tháng mấy nè mọi người, mà nó to như cái này rồi nè, có con thì con nè. Mình đang xả nước vô, mình cho ăn cơm nha. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ xuống dốc vài con giờ nước ăn nha mọi người. Như là con nào to nhất thì mình sẽ bắt cái nước. Cái này mình nuôi mình ăn thôi chứ không có bán nha mọi người. Tuồn dễ tuồn tí rồi đây. Cái đông này. Dễ, vô á. Cái này to này. Đó mọi người, một con nha. Rồi đó mình take away đó, mình bắt bỏ vô. Đó mọi người, mình đã bắt được 4 em này nha. Đó, rồi bắt một kia lớn nữa mình ăn. Bắt con này là to nhất nè, hàng đây là to nhất nè. Đó mọi người, hàng này phải to hơn cái cổ tay mình nha. Hàng này, cá nhà nước ăn rất là ngon. Nhưng mà lâu quá mình không có làm clip gì hết tại vì mình quá bận rộn. Đó, còn đây là cái hồ nhỏ mình nha mọi người. Hiện tại thì đang thi nước, đang xả nước ra này. Đó. Đây là hồ nhỏ của mình, hồ nhỏ chắc cỡ 200-300 con gì đó. Chút quá nó khô hết rồi mình sẽ qua cho mọi người xem nha. Nhưng mà cá mình đã đạp chết rồi nha mọi người. Mà nó dai lì quá, còn nhỏ vậy mà lì. Chúng mình sẽ lấy muối bỏ vô cho nó ra chắc nhất. Bốn con. Hai con to, hai con to, hai con nhỏ. Bỏ cua ông bác anh ơi. Cùi ra 4 cái. Xong rồi. Em đặt con gì? Con cá. Anh bốc rồi nó ở trong rồi. Cho nó mượn chị. Đây là chắc nhớ anh đục phải không? Nhớ không nữa. Còn không? Còn đó. Con còn sống nó bao giờ? Tập giá nó còn sống. Liền gốc à. Xé rồi chứ. Xé rồi chứ. Tìm cũ vô. Đây. Chua quá. Ăn nhà ăn nhiều quá sao? Đấy, hồ cá nhỏ mình nè mọi người. Chuồng cá kia nó ăn sao mà nát bụng kìa. Y như con gì? Đó.
Chú anh cho bụng cho bình bình lên. Ừ. Cho nó quậy dai nó quậy. Trong này cá mình đã cắt xong rồi, mình phải bóp thêm rửa sạch sẽ, mình sẽ bóp thêm một lần muối nữa nha mọi người. Để cho nó hết cho chất nhờn. Nói chung là trong đây có bột ngọt đường với nước mắm với sa tớ với ngò nha mọi người. Còn đây là hành ớt với sả dẻ vô. Rồi mình bỏ đây là bỏ cá lên nữa là ướp nữa là vừa. Bắt đầu giờ mình sẽ cho cá vào nha. Trộn đều lên. Rồi chút đó mình sẽ nướng trong cái bạc nha mọi người. Bỏ cái bạc lên trên đồ nước cho nó giữ nước ngon. Rồi mình đã bỏ cá trơn rồi nha mọi người. Làm cái thùng làm cái bạc, bỏ cái đồ lại nước. Ở phía xa xa kia là ông kia bác hiệp nha mọi người. Ông đi cầu cá trưa thì cho mọi thì cho ông mà vàng nấu bên chua. Không quyền ở đây. Mình bỏ thêm lá chanh vô nha mọi người cho thơm. Vô luôn cái rau. Bị mùi thơm lá chanh. Nhiều mùi thơm lớn. Mấy con đèn nướng này dài sụp. Cho mấy đàn bóng dưới á. Nghe nó chưa nghe? Không. Nó lại khó thổ rồi.
anh đâu có bước đâu. Trời chán em nó giữ con hở ra, nhưng xưa hoàn thuận thôi. Chắc là giữ con ta làm đi. Chứ mình không làm nó không được. Không. Lỡ vậy? Không. Cái mạng phát nữa. Nó tranh thủ mà. Mà mấy người đâu không lấy em đâu rồi đang tiền của chùa. Thế nãy điện kết bạn rồi cho vợ tao không? Sụp liền không? Đúng vô phút rồi sụp liền. Dạ. Điện nó dậy, lấy lại điện đó. Nó sụp cái điện, điện nó cao lắm rồi. Làm không? Dạ chăng. Con nữa tôi thua à. Hồi trước đây mình cho mình clip ra đây, tại đây nha mọi người. Bữa nào mình có mọi người đăng ký nhiều đó mình lãnh lúc bạc rồi mình mua cái điện thoại mới nha mọi người. Đăng ký kênh cho các bạn. Bây giờ gọi giờ tao quá Dũng mờ quá. Đăng ký kênh của mình Dũng Lô các bạn. Thôi hẹn lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.